chúng ta hãy cùng về lại với Đồng Nai bằng một câu chuyện nông nghiệp rất mới lạ. Tại Đồng Nai có nhiều nông dân thành công với mô hình trồng rau với đa dạng các loại. Tuy nhiên trồng chuyên rau ngót với diện tích lớn lại xen dưới tán cây rừng thì chỉ mới có lão nông Lại Văn Luyến ở xã Lan Minh, huyện Xuân Lộc thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên online cùng DNRTV. Đây là vườn rau ngót trồng dưới tán cây cổ xưa của ông Lại Văn Luyến. Mô hình đã được thực hiện gần 10 năm nay. Theo ông, vườn này trước đây ông trồng tiêu, nhưng do hiệu quả kinh tế không cao nên ông đã tìm hiểu và chuyển đổi qua trồng rau ngót. Bước đầu ông chỉ trồng thử nghiệm một sào. Sau thấy cây rau ngót rất hợp thổ nhưỡng, sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt có đầu ra thuận lợi nên ông mở trồng dần diện tích lên. Đến nay, ông Luyến đã có vườn rau ngót trồng xen giữa tán cây rừng rộng 5 hectare. Gỗ xưa có bộ rễ bám sâu, tỉa cành nhánh vẫn phát triển mà lại tạo không gian thoáng đãng cho cây rau ngót sinh trưởng tốt phía tầng dưới. Cây gỗ xưa trồng xen canh trong vườn rau cũng phát triển nhanh hơn nhờ tận dụng được nguồn phân, nước chăm sóc cho rau. Sâu bệnh của nó là cái thằng là nó xoăn lá. Cái xoăn lá hay nó bị nấm. Nếu mà mình theo dõi được, mình quản lý được nó thì mình xịt thì ok, không sao cả. Thì trong cái đó là cái cây ngót này là nó ưu điểm là mình cứ từng đợt mình cắt mà mình thấy nó bệnh cái là mình xử lý trước cho nó là nó ít khi bệnh. Rau ngót tuy thuộc nhóm cây rau màu hàng năm nhưng lại thu hoạch theo kiểu cắt cành để lại gốc, chăm sóc sẽ tiếp tục cho thu lứa mới, khoảng từ 7 đến 8 năm mới phải trồng lại. Để rau đạt hiệu quả cao, ông Luyến đã đầu tư đào ao trữ nước, lắp đặt hệ thống tưới tự động, tiết kiệm để vừa đảm bảo nguồn nước tưới, vừa giảm chi phí công lao động trong sản xuất. Hiện vườn rau ngót cho thu hoạch năm đợt một năm, năng suất khoảng từ 17 đến 20 tấn rau một hecta một đợt. Nhờ trồng diện tích lớn, nguồn cung ổn định, gia đình ông đầu tư xe tải trực tiếp chở đi cung cấp cho các vựa rau lớn ở chợ đầu mối, nên giá rau bán ra khá ổn định. Ngày nào gia đình ông cũng cắt rau ngót đi bỏ mối, mang lại doanh thu mỗi năm đạt tiền tỷ từ nguồn bán rau. Cái cây này nó có ưu điểm của nó là nó phát triển tốt, là không có trồng đi chống lại cả, với năng suất của nó ổn định. Là nếu như cái giá cả mà trước kia là nó nếu mà giá nó lên thì là cứ phải 9-10 ngàn một ký, mà nếu cái giá bình thường bây giờ là ổn định là 7-8 ngàn. Thấy cái mô hình này của bác Tiến thì thấy nó đạt, thứ nhất là đạt hiệu quả ổn định lâu dài, ổn định nhân rộng ra cho bà con trên địa phương. Với mùa này hạn hán thì thất mùa trồng mấy cây bắp cái gì là không doanh thu nó không được đạt cái gì. Hướng tới cái mục tiêu này là lâu dài cho bà con trồng được một lần nhưng mà sẽ ăn được nhiều năm thì cũng đỡ tốn kinh phí và chi phí được lợi nhuận cho bà con. Hiện ngoài bán rau, ông Luyến còn cung cấp giống rau ngót đi nhiều tỉnh thành. Ông đang liên kết với một số hộ dân tại địa phương để mở rộng diện tích rau ngót và sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm cho người dân.